Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, độc lập chi hầu tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023 để giúp cho quý cô bác hóa hung thành cát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, phát tài giàu có, đi đến cuộc sống an bình, thịnh vượng, an nhàn, hưởng phúc lớn. Bề trên ban phúc đúng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023, giới tử vi nhận định chính xác 100% về tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được lộc thần tài, đổi đời đại gia, giàu hơn chúng số. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nam nữ mạng. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà, cuộc đời được Phật bà quan âm độ mạng. Nằm ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng 12 con giáp, Mậu Thân là những người thông minh, hiếu động. Bản tính nghịch ngợm khiến họ hay gây rắc rối, thậm chí khiến người khác tổn thương dù mục đích ban đầu của họ tốt đẹp. Là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài đa nghệ, ham học hỏi nhưng mau chán cả về công việc cũng như ham muốn, nên đừng đời có nhiều đổi thay, ngoại trừ họ sanh vào ban đêm của mùa thu đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, họ khá nổi bật, chính vì thế thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan, trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh, họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng giúp Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh như bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản, họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Mậu Thân có nhiều ưu điểm giúp họ làm việc thuận lợi hơn, đó là khả năng quan sát tinh tế, óc phân tích nhạy bén, họ cũng giữ được thái độ bình tĩnh, không hề run sợ hay chán nản. Con đường phát triển sự nghiệp của Mậu Thân gặp nhiều may mắn, họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, người này rất tập trung, không có bất kỳ ai có thể làm họ dao động. Nếu bạn là Mậu Thân, bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống thì nên nhớ rằng, không nên quá đắc chí hay tự cao tự đại về tài năng của mình, thay vào đó là hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Luận giải tử vi năm 2023 thấy rằng 3 tháng tới đây là tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch
được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn. Dường như bạn chưa tìm ra được hướng đi mới để bứt phá, cho nên chỉ có thể tiếp tục những công việc đã quá quen thuộc từ trước đến nay. Công việc quý mệnh cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mình đã làm quen tay trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp. Bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống nhé, để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn nếu khăng khăng làm theo ý mình, bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Tiền bạc chưa có gì thay đổi đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình, nhưng nếu không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền, chính vì thế tử vi khuyên quý mệnh nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm phòng khi khẩn cấp nhé. Tình cảm, tình duyên chưa được như ý, do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng bạn thiếu sự đồng cảm chia sẻ, nên dễ nghi kỵ, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình và không chịu xuống nước làm hòa, thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ hạnh phúc. Sức khỏe dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng, nhưng va quẹt bất ngờ có thể ập tới, theo đó mậu thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung với quý mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Sau đây là chi tiết các phương diện cuộc sống của mậu thân, sinh năm 1968 trong 3 tháng cuối năm, chi tiết cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, tử vi năm 2023 của 12 con giáp nhận định tuổi mậu thân bước vào năm giữa tam tai, cho nên sự nghiệp nhìn chung không có bước tiến triển rõ ràng, nhất là trong giai đoạn cuối năm này. Bạn cần nhắc nhở mình cố gắng vươn lên, chớ đầu hàng nghịch cảnh hoặc tạm dừng những kế hoạch của bản thân, vì đến khi bắt đầu lại, bạn sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại hơn đó. Trong 3 tháng cuối năm 2023 này, quan hệ của quý mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa, đôi bên không những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Chính vì thế tử vi khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ đến việc giành giật công lao của người khác, song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng trở nên khăn khăn làm mọi việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn. Còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc của người nấy, thì dù có tài giỏi đến đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến, cho nên quý mệnh cần tập trung củng cố vị thế của mình, hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công. Dù là công việc quen thuộc đi nữa, thì cũng tuyệt đối không nên lơ là vì lơ là dễ để lại những hậu quả đáng tiếc. Nếu bạn không ngừng cố gắng, thì đến một lúc nào đó sẽ lọt vào mắt quý nhân. Hơn nữa, thời gian này cũng không chỉ toàn những điều bất trắc. Có một vài thời điểm trong năm, các tinh tử vi xuất hiện đem tới cho bạn những cơ hội quý giá. Quý mệnh lúc này cần có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ. Thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa, thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương hay thưởng nóng. Về mặt tài lộc, về tình hình tài chính của mậu thân cũng không có nhiều biến động. Trong 3 tháng cuối năm 2023 này, mặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đã đặt ra từ trước. Còn với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng khá. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ thì bạn có thể trở thành người thụt lùi. Điều này khiến quý mệnh phải nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức. Trong thời điểm này bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là điểm mình cần thay đổi, đâu là ưu thế mình cần phải kiên trì giữ vững, biết phát huy ưu điểm bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Chuyện chi tiêu cũng cần hết sức chú ý trong năm nay, do có hung tinh kiếp sát tác động, chính vì thế quý mệnh dễ vướng phải rắc rối, cần phải sử dụng tiền ngay lập tức. Vì thế trong việc chi tiêu cho đời sống hàng ngày, bạn cần phải cân nhắc, sử dụng tiền bạc hợp lý, chớ vung tay quá chán, rồi cuối cùng khi chuyện cấp bách xảy ra lại phải nợ nần người khác đó. Về mặt tình cảm, gia đạo, phương diện tình duyên chịu ảnh hưởng của cuộc diện tự hình và hạn tam tai 2023, cho nên cũng khó lòng khởi sắc. Có đôi lúc bạn cảm thấy mệt mỏi chán nản với cuộc sống của mình, quan hệ vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, trục trặc bởi đôi bên có những quan điểm bất đồng. Vì ai cũng đề cao quan điểm của cá nhân nên chẳng thể nghe lời ý kiến của người còn lại,
Nếu không chú ý hàn gắn, cả hai sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Quý mệnh cần xác định được điều gì là quan trọng nhất với mình, là lòng tự trọng hay là quan hệ vợ chồng, con cái. Hãy cân nhắc kỹ trước khi hành xử hoặc nói năng để tránh gây tổn thương cho người thân yêu nhất. Với người còn độc thân, dường như bạn chưa sẵn lòng mở cửa trái tim cho người khác. Bạn sợ hãi những tổn thương quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai, nên vẫn cứ mãi tiếp tục đời sống độc thân. Nhưng như vậy lại khiến bạn vô tình bỏ lỡ những cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Lúc này quý mệnh nên có cái nhìn tích cực hơn về chuyện tình cảm và về mọi người xung quanh mình. Bạn hãy dũng cảm cho một người nào đó cơ hội, có thể đối phương sẽ là người giúp bạn bước qua quá khứ. Về mặt sức khỏe, do tác động của hung tinh, cho nên Mậu Thân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi. Quý mệnh lúc này cần giải tỏa bằng cách tâm sự với người thân thiết đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh nhé. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nan vượng vận dành riêng cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 như sau. Đầu tiên là luận giải tử vi tuổi Mậu Thân tháng 10 âm lịch 2023. Tử vi tháng 10 âm lịch tuổi Mậu Thân cho thấy bạn càng lạc quan thì càng có nhiều năng lượng để đẩy lùi những khó khăn xảy ra với bản thân trong thời gian này. Tháng này bạn nên tránh việc lãng phí thời gian cho những việc không quan trọng. Thay vào đó, bạn phải thực sự mạnh mẽ đối mặt với mọi tình huống xuất hiện trong tháng. Nguyệt lệnh lâm quang xuất hiện cho thấy tháng này bạn phải tự lực cánh sinh, không nhờ được sự giúp đỡ của ai. Thật ra ra chỉ cần ai đó hiểu và an ủi bạn là quá đủ rồi, vì không phải ai cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn khi cần. Ý kiến xuất hiện lúc này dự báo mọi người không phải ai cũng ủng hộ những gì bạn đang thực hiện cả. Dù công việc này nghe có vẻ hơi mơ hồ, bạn ít nhất vẫn thấy rất thích thú. Nếu có thể bạn hãy chia sẻ tầm nhìn của mình với người mà bạn có thể tin tưởng, người hoàn toàn không có liên đới gì với sự việc đang diễn ra trước mắt bạn. Sang tháng này, do ảnh hưởng của tỷ kiên gây ra những mệt mỏi, nhiều người là chủ doanh nghiệp đang gặp rắc rối liên quan đến tài chính. Bạn lúc này cần phải cân đo đong đếm kỹ càng với khoản tiền mặt đang có để có thể đảm bảo nguồn thu chi của công ty. Bên cạnh đó, người làm công ăn lương khá an toàn, nhiều người hiểu rõ tình hình kinh tế trong thời điểm hiện tại, thế nên khả năng tự bảo vệ của cải trong tháng mới của bạn đang dần được củng cố. Thời gian tháng 10 âm lịch này, con giáp Mậu Thân cũng nên thận trọng với những lời mời chào nếu có người bạn nào đó đưa ra những đề nghị cộng tác, làm ăn hoặc đơn giản là họ có một kế hoạch kiếm tiền rất thú vị và muốn bạn hợp sức thì bạn nên cân nhắc kỹ càng nhé. Về vận trình tình cảm, chuyện tình cảm không thực sự suôn sẻ khi con giáp tuổi này có phần ích kỷ hơn. Bạn chỉ nên tập trung vào các lợi ích của chính mình, không muốn mất mát một chút nào cả, chỉ muốn có nhiều thêm mà thôi. Thời gian này bạn được dự báo là căng thẳng giữa hai người xảy ra nhiều hơn. Đối phương thường xuyên tỏ ra nóng nảy, cáu giận vì họ không hài lòng với một số quyết định của Mậu Thân. Thất xích bay về phương chính nam, chính vì thế phụ nữ trong gia đình có thể bất hòa khi chia rẽ nội bộ, khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Tuy nhiên bạn nhớ rằng, khi hai người đã là người một nhà, thì điều quan trọng là có những cách thức để gia đình thêm hạnh phúc, vui vẻ, chứ không phải là cố gắng tranh giành phần thắng thua về mình nhé. Tháng 10 âm này, bạn cũng cần quan tâm nhiều hơn tới khía cạnh sức khỏe của mình. Ngoài ra nếu có điều kiện để thăm nom chăm sóc người bệnh, thì nên dành chút thời gian công sức. Trong thói quen hàng ngày, quý mệnh cũng không nên ăn quá nóng hay quá lạnh, vì cả hai đều không tốt cho sức khỏe, chỉ nên ăn với độ ấm vừa phải, sẽ tốt hơn cho bộ máy tiêu hóa của bạn. Ngoài ra, cũng không nên ăn đồ quá mặn, quá ngọt, quá cứng, thay vào đó là nên bổ sung nước thường xuyên, không cần phải đợi khát mới uống. Cộng thêm tác động của thái tuế gây điềm báo không lành, dễ xảy ra va quẹt bất ngờ, chính vì thế thời gian này quý mệnh nên cẩn thận trong công việc. Khi xuất hành bạn cũng nên hạn chế, việc đi làm, đi chơi về khuya trong thời gian này cũng nên cẩn trọng nhé. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn và Mão, tiểu nhân là tuổi Ngọ và Tuất, màu sắc may mắn là đen và vàng, con số phát lộc là số 84 và số 65. Tiếp theo là tử vi tuổi Mậu Thân tháng 11 âm lịch 2023. Theo tử vi tháng 11 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, đây là một tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của quý mệnh Mậu Thân. Để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có,
Bước chuyển mình vào tháng mới sẽ là cơ hội mà bạn nên nắm bắt và phát huy tối đa khả năng của mình. Nhờ gặp được cục diện tam hội thái tuế, cho nên vận trình khởi sắc, kéo theo công danh sự nghiệp hứa hẹn đạt bước tiến quan trọng. Đây được coi là tháng có bước chuyển mình và quý mệnh cần nắm bắt cơ hội đó để thể hiện và phát huy tối đa khả năng của mình nhé. Ngay từ đầu tháng, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ bầu không khí chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. Tuổi này sẽ có nhiều ý tưởng sáng tạo và cũng là tháng sẽ đạt phong độ cao nhất. Một số ý tưởng và đề xuất của bạn cũng sẽ được đặc biệt đón nhận và giành được cảm tình và đánh giá cao của người xung quanh mình. Tháng 11 này cũng sẽ có nhiều biến động do sự gia tăng về khối lượng công việc, cho dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút, nhưng chỉ cần sắp xếp khéo léo, làm gì cũng đề cao quy trình, thứ tự, đổi lại bạn sẽ nhận được trái ngọt khi nằm trong danh sách được đề bạt thăng tiến cao trong dịp cuối năm. Đặc biệt là có Nguyệt Lâm đất quan ủng hộ, tháng này quý mệnh còn có điềm báo, tham gia những buổi chuyên tu, đào tạo, bồi dưỡng, hội họp quan trọng, rất có lợi để tích lũy kinh nghiệm nâng cao chuyên môn, những cơ hội được rèn giũa trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, không phải lúc nào cũng sẵn. Chính vì thế bạn nên tranh thủ tích lũy nhiều kỹ năng và kiến thức, hãy chịu khó học hỏi trau dồi, chắc chắn sẽ tới lúc bạn có thể vận dụng và sử dụng nhanh chóng các kiến thức này vào cuộc sống. Những bạn đang trong quá trình tìm kiếm môi trường mới, chinh phục lĩnh vực mới cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là thời điểm vàng bạn nhận ra năng lực tiềm ẩn của chính mình đó. Tam hội cục còn mang tới quý nhân, âm thầm giúp đỡ, chính vì thế bạn hãy cứ mạnh dạn hiện thực hóa ước mơ của mình đi nhé. Nhìn chung đây sẽ là tháng cần nhiều hơn sự quyết đoán và nghiêm túc của quý mệnh để có thể tận dụng vận may mà bạn đang có và mọi sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Cho dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, quý mệnh đều hài lòng với những gì đã đạt được, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của Mậu Thân cũng có khá nhiều điểm sáng trong tháng này. Có tam hội cục, lại thêm nguyệt lệnh lâm quang chống lưng, chính vì thế tài chính gần như không còn là nỗi lo, quý mệnh dù là người làm công việc cố định hay kinh doanh thì đều có nguồn thu rủng rỉnh hết. Với người làm công ăn lương thì tháng này lương và thưởng đều có xu hướng tăng, quý mệnh làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Nếu có mong muốn tăng lương trong tháng, bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số thuyết phục, tỷ lệ thành công rất cao. Còn người buôn bán cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư, các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Quý mệnh luôn ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì, cho nên nguồn thu của bạn cũng khá đa dạng, lớn nhỏ đều có cả. Thu nhập thăng tiến, nhưng đổi lại bạn sẽ phải khá vất vả chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để lo việc làm ăn. Thời điểm này, do dịch mã động tinh nhập mệnh, có nhiều vấn đề cần bạn đích thân đứng ra xử lý, dù phải đi xa. Nhưng nếu là cần thiết thì cũng chớ nên giao phó cho ai khác, kẻo đối phương làm qua loa hời hợt, vừa tốn công sức, lại vừa dễ hỏng việc. Bên cạnh đó bạn cũng nên có cách quản lý tiền bạc rõ ràng, để giúp hạn chế việc chi tiêu tùy hứng, quý mệnh vốn chi tiêu hào phóng. Cho nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy, cần phải học cách tiết kiệm, quý mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Công việc bận rộn cũng thường mải mê với những mối làm ăn để cải thiện thu nhập, nhưng không vì thế mà Mậu Thân bỏ bê sao nhẫn các mối quan hệ tình cảm của mình nhờ việc biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Được tam hội cục che chở, cho nên đây là tháng mà bạn rất hài lòng khi bạn dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới gia đình và bạn bè. Nhờ vậy bạn cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được sự khuyến khích và hỗ trợ. Vợ chồng thì đồng lòng đồng sức, luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương, cho nên không khí gia đình đầm ấm, con cái được nuôi dạy trong môi trường tốt. Người độc thân lại càng có nhiều may mắn, tháng này vận đào hoa khá vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai vừa trải qua mối tình có cái kết không mấy tốt đẹp. Để có thể một lần nữa đón không khí lãng mạn, hãy mở rộng trái tim đón nhận điều mới mẻ bạn nhé. Trong tháng mới, bạn đang duy trì ở mức ổn định, công việc bận rộn, mãi mê phấn đấu phát triển sự nghiệp và làm giàu. Đa phần thì bạn ít có thời gian chăm sóc sức khỏe, do vậy bạn càng cần chú ý tới vấn đề dưỡng sinh cho cơ thể. Rất may là quý mệnh luôn ý thức chăm sóc sức khỏe, bất cứ khi nào có cơ hội, tranh thủ những lúc rảnh rỗi. Bạn vẫn cần chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những bài tập vừa sức, cho nên thể trạng vẫn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và làm việc thường ngày. Nếu có thể duy trì thói quen này lâu dài, bạn sẽ có đủ sự sung sức và tinh thần tỉnh táo để theo đuổi mục tiêu của mình. Với những ai phải xuất hành đi công tác xa, thì bạn cần hết sức thận trọng nơi đất khách quê người, phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân, chớ nên cả tin mà bị lừa lọc gây nguy hiểm cho mình. Về cẩm nan vượng vận, quý nhân là tuổi Thìn và Mão,
tiểu nhân là Ngọ và Tuất, màu sắc may mắn là màu nâu và xanh, con số phát lộc là số 96 và số 74. Cuối cùng là luận giải tử vi tuổi Mậu Thân tháng 12 âm lịch 2023. Tháng 12 này có sự chuyển biến tích cực ở phương diện công việc và chuyện tình cảm. Quý mệnh lúc này được tử vi cát tinh dẫn đường chỉ lối, thiên vu mang tới cơ hội thăng tiến. Chính vì thế mà tinh thần làm việc hăng say, nâng cao hiệu suất công việc cũng như củng cố tài năng, địa vị, theo đó con đường thăng tiến rộng mở chào đón. Tháng này quý mệnh có xu hướng mạo hiểm chạm mặt, đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Bạn đang đi đúng hướng đó, các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố. Mậu Thân lúc này hoàn toàn có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình. Quý mệnh vốn khéo léo, cho nên việc này không quá khó. Theo lịch vạn niên, tháng này có lục bạch và tứ lục cát tinh đồng cung ở hướng Bắc. Đây là hướng vượn nhân khí, cát khí. Tại đây quý mệnh có thể đặt biểu tượng, thuyền buồm phong thủy để thu vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Hiện nay tài chính của Mậu Thân không có nhiều, do thứ tài kém sắc, cho nên tránh xa những việc mang tính đỏ đen, may rủi, kẻo tiền mất tật mang. Tình hình kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, nhiều hạng mục thực hiện khó được như ý muốn, chính vì thế làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước, lên kế hoạch rõ ràng mới tránh việc bị thua lỗ. Tuy nhiên, tháng này chính tài lại rất ổn định, nguồn thu nhập chính không biến động mạnh, nhìn chung quý mệnh vẫn rủng rỉnh tiền tiêu, không đến mức phải lo lắng hay vay mượn người khác. Tháng này, cát tinh bát bạch và lục bạch cát tinh ở hướng Đông, đây là khu vực vượng tài khí trong nhà hay nơi làm việc. Chính vì thế Mậu Thân có thể đạt biểu tượng tỳ hưu phong thủy tại đây để tăng cường cát khí, thu hút vận may tài chính trong tháng. Tháng này mộc dục xuất hiện, điều này mang tới vận đào hoa phơi phới, thúc đẩy nhân duyên tốt lành cho quý mệnh. Người độc thân thì liên tiếp đón tin vui. Bạn được người thân, bạn bè giới thiệu mai mối nhiều đối tượng tốt, trong số đó rất có thể nhiều người sẽ chọn được người phù hợp, tình yêu cứ thế thăng hoa. Tình cảm vợ chồng lứa đôi ngày càng được củng cố, những mâu thuẫn xung đột trước đó được giải quyết triệt để. So với tử vi tháng 11 âm lịch thì tháng này bạn được nhiều cát tinh hỗ trợ. Nhìn chung phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân khá bình ổn, không có nhiều biến động lớn nào. Một số nữ mệnh có thể đón tin vui về chuyện con cái, nhưng lưu ý đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã và chạm mạnh ảnh hưởng sức khỏe cả mẹ và con. Nam mệnh thời điểm này không nên sao nhãng khi tham gia giao thông, tránh tuyệt đối tình trạng rượu bia say xỉn mà vẫn lái xe, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, cần đề phòng các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, nhất là những ai có thói quen hút thuốc lá, nên bỏ càng sớm càng tốt, kẻo bệnh tật thêm nghiêm trọng. Về cẩm nang vượng vận, quý nhân là Tý và Thìn, tiểu nhân là Hợi, màu sắc may mắn là vàng và nâu đậm, con số phát lộc là số 54 và số 25. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đúng là có phúc phận riêng, dù làm việc cật lực, nhưng kẻ thì giàu sang sung sướng, người thì nghèo khó bần hàn, có những người thì thông minh, cũng có những người thì chậm hiểu. Ở đời, đâu có nhiều người sinh ra đã được sống trong nhung lụa, vòng xoáy của cuộc đời, với nỗi lo cơm áo gạo tiền, khiến chúng ta luôn quay cuồng và không còn thời gian cho chính mình. Vậy nên, chẳng hà cớ gì, ta lại phải đi cười chê người khác. Gió hôm nay thổi đầu đông, hôm sau có thể thổi hướng tây. Phong thủy trước giờ đều luân lưu, con người sống ở đời ai cũng có lúc có thì, chẳng ai có thể nắm chặt bàn tay mình từ sáng đến tối mà không buông. Người xưa nói câu, cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Bởi vậy, trước khi chê cười người khác, hãy nghĩ cho kỹ, sau mình có bị cười nhạo lại không, cười người giống như cười mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sống hòa nhã không chê cười người khác, đó mới là cách sống cao minh. Ai đã từng sống trong những ngày khốn khổ mới hiểu nhiều giá trị của bình an, ai đã qua những cảnh đói khát lang thang mới trân quý tưởng bát cơm lót dạ, đừng bao giờ cho rằng người khác không bằng mình. Là mình có thể cười người khác ngốc, người thực sự thông minh đều biết ẩn mình, bạn cười họ, họ sẽ vờ như không nhìn thấy, không chê cười người khác ngốc, khiêm tốn làm người, đó mới là đáng nể. Nếu bạn sinh ra đã may mắn có được tài năng thiên phú thì cũng đừng vì thế mà cười chê những người kém cỏi hơn mình, có câu nói rằng cần cù bù thông minh. Biết đâu trong tương lai, sự cần cù khiến họ bù đắp sự thông minh và họ trở thành người hơn bạn. Những người thành công trước giờ không bao giờ chê cười người khác, không có bản lĩnh mà luôn cho người khác cơ hội để phát triển, để trưởng thành. Trong ba người, ắt có một người là thầy của ta, đây mới gọi là làm người. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch
năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.